tình trạng kém 11 tuổi Huy Trần chinh phục chị đẹp Ngô Thanh Vân, dậy sớm chuẩn bị miếng tình yêu cho bạn gái. Thế ôm cái nào. You on camera. Sau khi Ngô Thanh Vân thông báo nhận lời cầu hôn của bạn trai Việt Kiều Huy Trần vào đúng sáng ngày Valentine trắng ngày 14 tháng 3 năm 2022, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm hiểu về bí kíp khiến nam CEO có thể cưa đổ được chị đẹp. Những hành động của anh dành đến người bạn gái hơn 11 tuổi trong thời gian hẹn hò khiến ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Huy Trần và Ngô Thanh Vân gây chú ý với câu chuyện tình chị ơi anh yêu em. Hơn một năm công khai mối quan hệ, họ vẫn luôn ngọt ngào, kín đáo và tận hưởng chuyện tình rất bình yên, chân thật. Là CEO của một nhà hàng và là đồng sáng lập một dịch vụ ăn uống, tình trẻ kém tuổi của nàng đã nữ liên tục lấy lòng bạn gái bằng việc không ngần ngại mặc tạp dề, thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng với đầy đủ hương vị tình yêu, có sự nghiệp và danh tiếng. Song nữ diễn viên chỉ ao ước hạnh phúc giản đơn như bao phụ nữ khác. Sao nữ hai phượng khi tìm thấy người đàn ông đích thực, cô rũ bỏ mọi gai góc nghiêm nghị của một đại nữ màn ảnh, tận hưởng những điều dung dị nhất bên Huy Trần và cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc trong 2 năm đại dịch. Ngô Thanh Vân từng tâm sự, anh ấy chuẩn bị đồ ăn và pha cà phê tận giường vào mỗi bữa sáng, anh ấy cùng đi dạo phố vào ban trưa, anh ấy mở cửa xe và lái xe đưa cô ấy về nhà vào buổi tối. Không chỉ có tình trẻ nấu ăn ngon, từ khi yêu Huy Trần, Ngô Thanh Vân như về độ 18-20, cô cùng bạn trai thường xuyên diện đầu đôi, thường xuyên đi du lịch và dành cho nhau những câu từ đẹp nhất khiến dân tình cũng phải hạnh phúc lây. Mọi hành động cử chỉ của nam CEO dành đến bạn gái vẫn rất nhẹ nhàng gần gũi, tạo cho cô có thêm cảm giác an toàn và sẵn sàng gửi gắm quãng thời gian sau này. Khi bộ phim Trạng Tí vừa ra mắt được 3 ngày đã phải rời rạp vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nàng đã nữ cũng gặp rắc rối không ít. Khi đó nam CEO đã luôn ở bên cạnh bạn gái động viên, chăm sóc, bù đắp lại những tổn thất về tinh thần. Huy Trần tâm sự, thức dậy bên em giống như ly cà phê nóng buổi sáng, khiến mình có một cảm giác hồi hộp, an ủi và làm cho anh háo hức để bắt đầu một ngày mới. Sau khi đã tìm được đúng người bạn đời, hoàn toàn tin tưởng việc viết nên cái kết đẹp ở tuổi 43, Ngô Thanh Vân đã gật đầu đồng ý với lời cầu hôn lãng mạn của bạn trai kém 11 tuổi. Huy Trần đã nhắn gửi lời tâm tình đến nửa kia rằng Ngô Thanh Vân là người luôn thúc đẩy anh trở thành phiên bản tốt nhất vì người yêu. Cuối cùng Hot Boy 9X cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Huy Trần nghĩ rằng chị đẹp là người anh có thể tin tưởng, muốn dành trọn phần đời còn lại. Anh hứa sẽ bảo vệ cô bằng tất cả gì cả hai có. Cuối lời, nam doanh nhân chốt sổ bằng câu nói khiến ai cũng phải tan chảy. Anh yêu em nhiều hơn những lời có thể nói. Em lấy anh trước. Chưa kể, nói về phong cách của bạn trai chị đẹp, ngắm sơ qua những bộ trang phục của Huy Trần, không khó để cộng đồng mạng nhận ra những phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ. Mỗi chiếc đồng hồ của anh có giá lên đến hàng tỷ đồng. Bộ sưu tập xe của bạn trai Ngô Thanh Vân được ước tính có giá trị lên đến 10 tỷ đồng. Còn về chị đẹp, cô nắm trong tay khối tài sản khủng với vô số bất động sản siêu xe tiền tỷ. Ngô Thanh Vân khiến bao người phải ngưỡng mộ vì có cuộc sống tự do tài chính và cực kỳ hạnh phúc. Bạn gái Huy Trần sống trong một căn hộ cao cấp thuộc hàng sang xịn nhất Sài Gòn. Từng góc nhỏ của căn nhà đều do tự tay Ngô Thanh Vân thiết kế và trang trí, tác lên đẳng cấp của chủ nhân. Tìm thấy hạnh phúc đích thực ở tuổi 43, khán giả và đồng nghiệp liên tục gửi lời chúc phúc đến nàng đã nữ. Cặp chị ơi anh yêu em Huy Trần Ngô Thanh Vân chính là mẫu chuyện tình mà ai cũng muốn chốt đơn, ai nấy đều mong đợi tin báo hỷ sớm từ cặp đôi. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì thứ viện phim Dan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.